Alo, alo, bay đó hả? Chú ba nè con. Hôm nay chú ba gọi tới bay nữa nè. Để chú ba báo cho bay một cái tin ha. Tin này phải nói là quá hot rồi bay ơi. Bay à, xem qua những cái đêm diễn mà thành công tại Úc Châu của bé Móm đó thì chú ba có những cái cảm nhận như sau nha bay. Bé Móm mà hiện giờ đã là con cưng của quốc dân rồi nha bay. Tại đây đi đến đâu là mọi người là yêu thương và lo lắng đến đó đó bay. Mấy ngày ở bên Úc đó, bé Móm nó bị bệnh, bị đau họng gì đó mà bà con liền sốn sắng rồi nhanh chóng là chỉ mẹo cho bé Móm để mà bé Móm chữa bệnh cho nhanh. Ôi cái tình thương này phải nói là không có tiền bạc nào mà mua được đâu bay ạ. À. Bé Móm đi diễn ở đâu á thì phải nói là sân khấu ở đó tao nói là chật kín luôn cả rạp. Khi mà bé Móm hát trên sân khấu đó mày biết không? Khán giả bên dưới ai ai tao nói là cũng giơ cái điện thoại lên để livestream để mà ghi lại những cái khoảnh khắc mà kỷ niệm đó bay. Họ hát rồi ủng hộ rồi lì xì tặng quà cho hình các kiểu đối với bé Móm. Mà khán giả lì xì cho bé Móm á là lên tới sân khấu đàng hoàng cho bay chứ không phải là như cái hội mà bay đi ha ở Pháp gì đó. Khán giả cho tiền bay á mà nhìn cứ như là nhét tiền cho phò vậy bay. Nhìn là cái khung cảnh mà bé Móm đang hát thì khán giả lên gửi tặng quà tặng lì xì phải nói là tới tấp cho bé Móm. Bé Móm nhận mệt nghỉ mà chú ba thấy là chú ba vui quá trời quá đất bay. Mỗi một lượt tặng của khán giả như vậy cũng như là một cái cú tát ha, tát thẳng vào mặt của bay luôn đó bay. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà hát đó, khán giả lên tặng quà cho bé Móm đó bay biết không? Bé Móm nhận trong cái sự bị động nhưng mà bé Móm vẫn đủ bình tĩnh và kiểm soát được cái giọng hát của mình, trình diễn trọn vẹn cái bài hát luôn. Phải nói đây là một cái bản lĩnh sân khấu đó nha bay. Vì nếu là như bay đó thì chắc có lẽ là bay chảy nước miếng, bay hát không có nổi luôn á. Nhìn thấy lì xì của khán giả đó thì chú ba biết bay thèm lắm. Nhớ cái lần mà bay đi Pháp hát á thì ta nói chú ba nhìn thấy chú ba quê quá. Bay đi tận Pháp mới được biểu diễn. Nhưng mà nhìn cái khung cảnh lúc ấy à, bay hát cứ hát, còn nhìn xuống ở phía dưới khán giả thì đa phần đó thì ta nói người nào người nấy cắm cúi mặt vô đồ ăn ăn không à bay. Tại vì cơ bản đó là một cái nhà hàng hát với nhau chứ đâu phải là một cái show diễn được tổ chức đàng hoàng đâu, như là cái show của bé Móm đâu bay. Phải không? Show của bay á, là cái show tự bỏ tiền ra để mà làm, tự đến một cái nhà hàng hát với nhau ha, rồi à, tự mở live show mini để mà hát chứ có phải là cái show diễn được bầu show nào mà mời bay đâu. Bởi vậy người ta nói là thông qua cái chuyến lưu diễn đợt này của bé Móm đó bay thì chắc chắn rằng đó bay sẽ cũng là nhục nhã lắm. Bởi vì bay biết rằng là bé Móm sẽ đặt cái câu chấm hỏi, ủa cũng đi nước ngoài lưu diễn nhưng mà hồi xưa nó sao bay diễn kỳ cục vậy, còn bé Móm thì ôi thôi khán giả phải nói là quá trời quá đất. Và đây là một cái show diễn đích thực chứ không phải là một cái show diễn đèn mờ như là ở bên bay. Bay à, nhìn những cái gì mà bé Móm đã có và những cái thành quả mà Móm có được đó thì bay đã thấy được cái sự thất bại của bay chưa hả bay? Vậy cái vụ kiện này thì coi như đã quá rõ rồi, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi bay. Còn cái vụ mà thuê báo chí để mà viết bài công kích bé Móm vừa rồi đó, bay cũng đã thấy mình ngu chưa bay? Hiện tại đó hại Móm nhưng mà Móm đâu có bị gì đâu, thấy không? Nhìn các cái show diễn đi, từ tinh thần cho đến giọng hát của bé Móm, Móm đều là hoàn thành phải nói là quá tốt cái vai trò của một cái người trình diễn rồi bay, hát trọn vẹn từng 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 ca khúc một. Quan trọng một điều là khán giả gần như là mặc kệ các cái bài báo của bay mua đó, mà đôi khi vì cái sự là cố tình hại Móm đó mà khán giả lại càng yêu thương và ủng hộ bé Móm nhiều hơn đó bay. Và trong cái show diễn thứ ba của Móm ở bên Úc đó, gần như là cái đêm ấy là một cái đêm bùng nổ và nhiều khi là nhờ vào những cái bài viết mà công kích của bay đó mà ở cái đêm diễn cuối cùng đó bay biết không, Móm và các nghệ sĩ phải nói là ai cũng diễn rất là sung, diễn hết mình, khán giả phải nói là cũng cháy hết mình những cái đêm diễn luôn, nhất là quà và lì xì đó bay, tôi nói là ngập tràn luôn bay ơi, đảm bảo là bay thấy là bay nổi điên luôn. Ở Việt Nam nhìn thấy Móm diễn ở bên Úc tay sách nách mang quà như vậy đó, tiền lì xì cũng nhiều nữa thì chắc có lẽ là bay chắc ngủ không yên phải không bay, mà ngủ không được thì tâm trạng không tốt dễ bị điên lắm á bay. Bây giờ để nói về đôi điều về bé Móm á, nếu dùng một vài cái từ nào đó mà miêu tả về bé Móm lúc này đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ bản lĩnh để mà nói về bé Móm nha bay. Chỉ mới diễn ở trong đồng một lần thôi, đó là một cái lần đầu tiên ra mắt công chúng, chỉ một lần và kinh nghiệm vậy thôi bay. Mà khi sang bên Úc đó thì bé Móm đã đầy đủ tự tin để mà oanh tạc các sân khấu ở bên đó. 3 đêm diễn vừa qua ở Úc của bé Móm đó bay biết không, bé Móm diễn vô cùng mượt mà thành công, phải nói là ngoài cái sự mong đợi, đúng là cái câu nói là con nhà tông hậu dông lòng cùng dâu cánh hang bay. Đó cũng là bản lĩnh sân khấu của bé Móm đó bay. Bây giờ tiếp theo là bé Móm bản lĩnh ở một cái chỗ đó nữa là thích nghi cực tốt, dù đi ở ngoài khác cái múi giờ khác điều kiện sinh hoạt nhưng mà bé Móm vẫn như là kiểm soát được mọi việc của mình, vẫn là duy trì được cái việc là livestream bán hàng, chứng tỏ là bé Móm cũng có cái khiếu là sắp xếp kế hoạch khá là tốt hang bay. Có thể là bên cạnh một cái doanh nhân như bé Ni đó, bé Móm học hỏi rất là nhiều điều. Tiếp nữa, bản lĩnh của bé Móm đến từ hai cái vai trò mẹ và bà ngoại.
Trời ơi, bà ngoại luôn đó bay. Hiện tại bé Mớm là bà ngoại luôn. Người con gái đầu của bé Mớm đã có gia đình và đã có một bé 2 tuổi rồi nghe. Bé Mớm vừa gánh vác nuôi 5 người con. Bên cạnh đó bé Mớm còn lo luôn cho cháu ngoại nữa. Hàng ngày đó thì bé Mớm phải là suy nghĩ và vận động như thế nào đó. Phải là dung hòa được mọi thứ. 5 đứa con, 5 tính cách không dễ mà dạy dỗ đâu nghe bay. Mà nhìn các con của bé Mớm đi. Trời ơi, ai cũng ngoan ngoãn. Bé Bun là nhỏ nhất nhưng mà cũng rất là lễ phép. Và được rất là nhiều khán giả yêu quý. Và bé Bun hiện tại là cái đứa cháu phải nói là có máu nghệ thuật nhất ở trong nhà nghe bay. Khi mà có nhạc lên đó thì bé Bun quậy dữ lắm, quậy cực sung. Thần thái của bé phải nói là vô cùng đỉnh. Lần trước cái bé Bun còn phụ cha bán hàng live stream rồi đó, bay thấy không, khi mà mẹ đi diễn rồi đó, thấy không? Và một cái điều bản lĩnh nữa của bé Bốm đó là mà chú Ba muốn đề cập, đó là chưa bao giờ cũng như là chưa lần nào nghe cái chuyện mà bé Mớm đứng trên sân khấu là gợi nhắc tới cái việc là lên án bên bay đâu. Sân khấu là thánh đường của cha bé Mớm, cho nên là bé Mớm không muốn biến cái sân khấu ấy là trở thành cái nơi là phán xét đâu bay. 4 lần trình diễn trước hàng trăm hàng ngàn khán giả, 1 lần ở sân khấu trống đồng và 3 lần ở bên Úc, phải không? Nếu mà bé Mớm lợi dụng là cái việc mà mình đang đứng ở trên sân khấu đó kêu gọi khán giả hãy cùng chúng ta để mà lên án bên bay đó, cùng nhau kêu gọi bên bay sao kê đó, thì chắc chắn cái lời kêu gọi của bé Mớm sẽ nhận được cái sự hưởng ứng vô cùng lớn từ khán giả đó bay. Nhưng mà bé Mớm nói không, bởi vì là bé Mớm không muốn biến cái sân khấu, cái thánh đường của cha mình trở thành cái nơi gây sóng gió. Khi đứng trên sân khấu thì bé Mớm luôn nhắc đến cha, luôn chia sẻ lời yêu thương đến cha và những cái lời cảm ơn bé Mớm thay mặt cha gửi đến khán giả. Bởi vì bé Mớm thừa hiểu nhờ có khán giả thì mới có một cái tên là ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng như hiện tại. Và nay cũng nhờ khán giả mới có được một cái hiện tượng là bé Mớm là con gái của thần tượng trong lòng nhiều khán giả. Cùng là việc nhắc đến cha với khán giả, bé Mớm luôn tế nhị như có thể, chỉ cảm ơn và chia sẻ thôi. Nhưng mà còn bay đó, khi mà có cái cơ hội đó thì bay liền nhắc đến cố nghệ sĩ, không? Rồi từ đó bay bắt đầu nói rằng là hãy bảo vệ gia đình ruột thịt của bay đồ, hãy lên án bé Mớm bằng cái câu nói là lên án tu hú đồ các kiểu, không? Nói riết mà phải nói là mệt ngang luôn bay à. Cùng là nhắc tới cố nghệ sĩ, nhưng một bên là yêu thương tưởng nhớ và hoài niệm về người. Còn một bên thì kêu gọi ủng hộ tiền, kêu gọi tẩy chay con gái của người ta. Ý trời đất quỷ thần ơi. Một khán giả trung lập nhìn vào đó cũng đủ nhìn thấy được cái bản chất thật của bay rồi đã bay. Và với cái hành trình vừa qua bên Úc Châu của bé Mớm đó, mặc kệ những cái màn mà công kích ở trên báo chí của bay, bé Mớm vẫn là mạnh mẽ, tự tin và hoàn thành xuất sắc các cái phần trình diễn của mình, thấy không? Với những cái thành quả đó đã bay biết không? Bé Mớm đã chứng minh cho bay thấy một cái điều rằng cây ngay không sợ chết đứng. Cho nên là bay đừng có mà ngoan cố và trơ trẽn nữa bay ơi. Cũng đừng có mà mua báo này là viết bài công kích bé Mớm nữa. Hiện tại bé Mớm sống quá trọn vẹn, không hề có một cái tí gì để bà lên án cả. Cái người mà không có đạo đức cần lên án chính là mẹ con của bay đó. Bay càng làm đó thì khán giả càng yêu thương và ủng hộ bé Mớm nhiều thêm thôi. Và quan trọng là bé Mớm càng ngày càng nhiều show để mà đi hát. Còn bay thì bây giờ thì sao? Không có nổi một show. Và tương lai thì cũng không có cả quan tí nào hết đó bay à. Số phận nay mai của bay phải nói là nó tối đen mù mịt hơn cả cái tiền đồ của chị dậu nữa bay. Giờ thì bay có dám phản biện lại những cái gì mà chú Ba nói lâu nay hay là không? Sao phản biện nổi hả bay? Bởi vì những cái gì mà chú Ba nói là sự thật không hả bay? Sự thật thì phải nói là mãi mãi là sự thật. Chú Ba nói thiệt đó con. Thôi bây giờ chú Ba tạm dừng cuộc gọi đây nha. Và chú Ba hẹn gặp lại bay trong các cuộc gọi tiếp theo nha bay.